xã Ngũ Phúc là nơi thờ công chúa Quỳnh Trân triều Trần, người đã có công khai hóa nên mảnh đất này, và đền mõ rất linh thiêng và huyền diệu, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1992 và được thành phố Hải Phòng cho phép tổ chức lễ hội truyền thống hàng năm vào ngày 12 đến ngày 14 tháng 2 âm lịch. Và trước cửa đền là một cây gạo đại thụ đã được 738 năm và được chính tay công chúa trồng sau khi về mảnh đất này là một năm. Và cây gạo rất là linh ứng, được mệnh danh là một cây gạo nhiều tuổi nhất Việt Nam và có hai thân, một thân mẫu và một thân phụ. Và những du khách thập phương và nhân dân địa phương, mà những người mà hiếm mọn về đường con cái thì thường đến đây làm lễ và cầu sinh con thì rất là linh ứng. Và những năm gần đây thì đền mõ cũng được rất là nhiều du khách xa gần biết đến và đến dâng hương vãng cảnh, tham quan, chiêm ngưỡng cảnh đẹp của đền cũng như là làm lễ cầu cho bình an, mạn vọi sự may mắn trong một năm. Thì cũng từ đó mà ban quản lý cũng muốn trùng tu tôn tạo và kiến thiết, sẽ kêu gọi nhiều sự đóng góp của người con xa quê cũng như là quý khách thập phương, nhân dân địa phương để trùng tu tôn tạo khu di tích ngày càng thăng trầm thứ hạng. Oh.